Ngày xưa, có một con hươu đang chuẩn bị sinh con. Một buổi tối, bầu trời tối sầm và sấm sét ập xuống, rừng bốc cháy dữ dội. Con hươu buộc phải rời khỏi nhà để tìm nơi an toàn để sinh con và uống nước. Khi nhìn vào dòng nước, con hươu thấy sự lo âu hiện rõ trên mặt mình vì ngôi nhà đang cháy và cơn đau đẻ. Khi nó chuẩn bị uống nước, tiếng động từ bụi cây bên trái khiến con hươu hoảng hốt. Nó quay lại và thấy một thợ săn đang nhắm mũi tên vào mình, nỗi sợ hãi càng thêm tăng cao. Khi con hươu định chạy sang bên phải, nó phát hiện ra một con sư tử đang ẩn nấp, sẵn sàng tấn công. Con hươu nhận ra mình bị bao vây. Thợ săn ở một bên, sư tử ở bên kia, rừng cháy ở phía thứ ba, và con sông sâu đầy cá sấu ở phía thứ tư. Cảm giác tuyệt vọng bao trùm. Con hươu nghĩ rằng tình cảnh nguy hiểm là điều không thể tránh khỏi. Vậy tại sao phải sợ hãi? Tại sao không đối mặt với tình huống một cách dũng cảm? Nó bình tĩnh lại, bắt đầu uống nước mà không lo lắng và hy vọng vào điều tốt nhất. Nhìn thấy con hươu uống nước, thợ săn kéo dây cung và chuẩn bị bắn. Đúng lúc đó, một tiếng sấm lớn vang lên, làm tay thợ săn run rẩy và mũi tên trượt khỏi mục tiêu, trúng phải con sư tử. Con sư tử bị thương và chuyển sự chú ý sang thợ săn, buộc ông phải chạy trốn để bảo vệ mạng sống. Với cơn mưa lớn từ sấm sét, đám cháy trong rừng được dập tắt. Sau khi uống nước, con hươu nhận thấy thợ săn đã rút lui, con sư tử đã bị thương và đám cháy đã tắt. Nó lập tức bỏ chạy đến một nơi an toàn và sinh ba con hươu con. Khi cuộc sống đưa bạn vào những hoàn cảnh khó khăn và bạn cảm thấy không còn lối thoát, hãy giữ vững can đảm. Đừng sợ hãi trước khó khăn. Đối mặt với thử thách bằng sự can đảm và suy nghĩ tích cực. Bởi vì khi bạn có hy vọng, mọi điều đều có thể. Nếu bạn thấy câu chuyện này ý nghĩa, hãy like, share và comment bên dưới. Chúc bạn luôn gặp nhiều may mắn và bình an.